bất hợp pháp đưa các nhóm người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Thời gian qua thì đã có nhiều vụ án được cơ quan công an Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai lập chuyên án triệt phá, bắt giữ hàng loạt đối tượng liên quan. Điều đáng nói là các vụ án này cho thấy có tình trạng người Việt đang tiếp tay cho các đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đây